Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là nhiều bạn hỏi dùng GE có tốt không ha. Thì để mình quay bạn coi. Mấy cây này của mình là ươm tự nhiên nè. Mình dùng 100% GE tự nhiên GE ha, không có dùng phân thuốc ha. Chỉ bữa nay sáng nay mình mới bỏ vô là 6 hộp phân tan chậm mới bỏ vô nãy ha. Vì mình thấy nó cũng lớn rồi mình thêm cho nó mấy hộp phân tan chậm vô ha. Đây nè ha. Mới bỏ hồi sáng sớm. 6 bị học phân tan chậm ha. Đây là GE ha, bạn nhìn rễ nè ha. GE thì nó rất là tốt mà, nhưng mà biết cách dùng nha, nếu không biết cách dùng thì nó cũng không tốt rồi ha. Đây ha, mình ươm tự nhiên để mình chơi nè ha. Không phân thuốc ha, rễ nhìn ha. Có vô mấy hộp phân tan chậm hồi sáng ha, cung cấp thêm cho nó ha. Đây nè bạn, này mình ươm tự nhiên không ha. Bỏ vô vài hộp cho nó có phân này kia rồi ha. Mấy ngày mình không xịt phân, không xịt GE đó, mình bỏ vô cho nó có phân rồi. Đây nè ha. Mình là mình ươm tự nhiên ha, mấy này mưa nó xối quá nó lủng lỗ ha. Mình ươm chơi ha. Nè. Mình ươm tự nhiên á. Rễ rất là nhiều ha. Mấy cái này lúc trước của mình là mình xịt phân hóa học các bạn, nó hơi nặng giờ nó hơi xấu rồi, mình giờ mình dưỡng lại bằng GE ha. GE thì nói chung là nó dễ xài đúng không ạ. Đây là mấy cái này là xưa mình trồng phân hóa học không ha, bây giờ mình chuyển lên mình xài GE nè. Mấy này mình ươm tự nhiên xài GE không ha. Mấy này là dưỡng lại hồi trước của mình xài bên phân hóa học nhiều quá nó không lớn các bạn. Bây giờ mình là chuyển này qua xài GE luôn ha. GE thấy nó dễ chịu các bạn. Đây các bạn coi mình cái cây GE của mình nó bóng nè. Xài GE thì nó không có bị, xài GE thì nó không có tổn như là phân hóa học nha, nó dễ xài hơn ha. Nè. GE không các bạn, xanh mướt à. GE không à. Thì mình bỏ đại ngoài mưa ngoài nắng luôn ha. Bỏ đại ngoài mưa luôn, không có che máy che nha. Nó cũng xanh mướt cho ha. Mấy cây này nó cũng xanh mướt cho nè bạn. Mình xịt GE không? Nè. GE không xanh mướt à. Coi cái em này nó thắt ngọn là nhìn coi nó phê không. Nói chung là mình xài GE là chính các bạn. Lâu lắm rồi mình không có xài phân hóa học vô đây ha. Bây giờ mình chuyển hôm trước mình xài đi hóa học, bây giờ mình chuyển qua GE ha. Thì GE nếu mà chúng ta biết xài thì chúng ta phải đo độ pH của nó ha. Mình lấy từ 6.5 tới 7.5 ha. Trong khoảng đó là ngon ha. Nhiều người xài GE mà không để ý ha. Thấy người ta xài cũng 5-6 ml trên lít nước, mình về cũng làm y như người ta. Sao của người ta thì tốt, mình thì không tốt ha. Tại vì tùy theo cái nước của mình đó ha. Giống như người đó xài nước máy, người đó xài nước giếng, người đó xài nước phèn, người nước mặn, nước này nước kia ha. Thì nước anh em chúng ta phải đúng ba game nó mới tốt được ha. Chứ không phải là nhiều khi người ta xài, người ta pha 10 cc đi mà pH người ta có 6.5-7 à. Mình về đóng 10 cc vô pH mình lên 9, hoặc là nó nằm ở dưới 2-3 thì axit không à, thì nó sẽ 2-3 thì sao sống nổi. Bởi vì chúng ta phải quan trọng tới GE, cái GE thì quan trọng tới cái pH nha các bạn. Nhiều anh chị chú bác không để ý tới cái đó ha. Thấy người ta phun về mình cũng phun vô rồi mình cây mình tèo luôn rồi ha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của mình ha, mình sẽ quay những cái hay cho các bạn coi ha.